Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Yeah, hay quá, hay quá, hay quá quý vị ơi. Tức quy, giỏ tay lên đi. Tức quy, à, trời ơi, các em hâm mộ anh ha, rồi. Chết đi, bảo vệ, chết đi, bảo vệ. Chết đi. Bảo vệ, ơi, ơi. Quy, anh Quy ơi. Yêu cầu xuống đi. Anh Quy. Đưa đi. Anh Quy đâu rồi? Ủa, mới nghe nữa mà, anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Quy bên kia hả? Anh Quy, chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, bồ con nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy hả? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À, thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì à, không thích nhưng mà, ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris, cái show Thúy Nga? Ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. À, tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ bây giờ. Nói bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là bà, theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm ở về. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy đứa Quy, Quy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Tôi trọng kia không thấy anh Quy đâu hết. Anh Quy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xíu đi Thím.
Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? À? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi. Giạt ra. Yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ra. Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Dạ thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em trời em nhắc Huy ơi. Này chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra nhà băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới không đâu. Nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây, cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh thử hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nựng lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó
em sang. Một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng trăng gì, bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dân, với anh em mãi là người tình chăm nam. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng má trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Cái này đủ rồi. Quay á quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quy đâu bò? À cái biệt anh là mổ đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? Anh nhìn Quy. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì giống tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Ba anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Ăn đi mày 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 chục năm rồi ăn đi ở mẹ đi cá ăn đi ở mì đâu. Ai qua mày hát được không? Tại em đúng rồi ba má chứ quê không ai biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn đi tê. Là cái gì với anh? Sắp hiểu má rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa bỏ mày để mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má đi quê mới đúa mày chơi trơn. Hả? Để mà thông dịch cho là để con ra đây là cho con bù đây. Chứ ra là cũng ai biết thế, chứ con đi mẹ chục năm á, chứ con chưa về thế. Quy! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày bị mày. Mày cho mày về trong bấu đó. Rồi trong mày. Đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe nữa. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con á có lấy thân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Con nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê, là cháu là lớn lên rồi chưa. Hồi xưa thì má cho con bú nhờ con bú hạt hà. Dạ là sao? Đó thì đó vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Làm cưới đi. Ta nói giãn ra, con nói giãn ra. Em nhập à? Ta được rồi đó, mày hốt nó đi về mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt thanh ghi vi hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bóc cổ hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh xin đi. Rồi có tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế qua con sang rồi.
con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kệ không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Dũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Đây. Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cụ. Sư cụ đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em là... cũng chỉ sư cụ lấy tiền thôi. Ủa sao nói người ta? Sư cụ cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi.
Không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. À, anh cũng thông cảm cho em nha anh. À, tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. À, em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi. Riêng người mà thôi. Đêm nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. Và chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi giời ơi, ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chào. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à. Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Thế đi đây có việc gì? Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ. À, con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết về dương gian có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn, tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Dạ. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Dạ. Nghề đấy là nghề của tôi. Dạ. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma. Hèn gì nãy con bước vô đó con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lại nhà. Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma. Gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nó, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá, gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh, tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt, con nghe nhiều người nói lắm rồi. À, thầy gọi hồn được người chết, cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà.
Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy thầy. Thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Dạ. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Thế hôm nay anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở Hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. À, tội nghiệp vợ con lắm, tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. À, thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không, không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền, lô ma lì, ok, yeah. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi. Rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghĩ chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng rồi. Đó, thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy, trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex
chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả này? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết, before đó thì tôi không biết, nhưng after I low. You low? Yes, I low. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe. Đối với thầy 26.000 đô la nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về. Dạy việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ô, lại, bà đây. Thôi đưa đây. Gớm. Ừ, thôi thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp 4 cái này coi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Ừ, người cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Ừ, thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Ano. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu. Bên kia thế thế đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế gì đâu? Tao làm gì có. Con thầy có nè, thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn 1 năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Thôi tội nghiệp quá vậy. Mà bắt. Thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Trời thế, ơi. Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thục cãi đầm họ mày không chết là hơn đó. Cái gì mà nói mình ổng chịu không nổi. Thôi dẹp đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời, mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nha. Thằng bé nó về rồi à? Dạ, nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi, gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì canh mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. À. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế, tất nhiên bà phải có sự oan ức.
Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi, đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi, khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi gọi hồn lên chồng bà về. Gớm, bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ủa thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đủ cần đốt nhiều vậy thầy? Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu, cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì hơn. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao, tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy hộ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí, người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn á thầy. Ừ, khấn đi, xong rồi thầy đọc, thầy tuyên sớ cho.
Em ơi, sống khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Hối cay quá thầy. Hối nó cay mắt quá. Cay quá thầy. Dạ. Tiếp tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Ủa thầy, thầy. Ủa thầy, người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang tấn mà. Đây mày kêu nó về, mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm, nó mới về chứ. Để ta làm. Trông về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào, tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về, hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thế nãy giờ thắp bao nhiêu nhang, đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên ai in tu in nít nạch kinh bơ xì nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó, mặt nó cứ đần thối à. Đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ. Pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao dịch không sát một chữ nào à? Thế thảo lên tao mới đọc king pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. King pơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch year of the chicken. Ba tuổi. Xăm chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the củ chi Việt Nam. Mày nào không có dấu nguy hiểm thầy. Gia số 2358 trên tờ lộ. Trên tờ lộ, lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huệ Kỳ. Ác rét tù trì phải ít trên tờ rút.
San Jose City, California. 95112. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. American United of America. Đứa mày thông cảm, ta mới qua có mấy năm đọc không rồi. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hot sack đem về chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Cái lại mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chưa. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây. Tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi, sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy thầy. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó ở Bonnetezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy. Cũng muốn lấy ai lấy chứ. Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết mấy cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế. Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên linh linh địa linh linh. Cái vườn cái thằng. Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một. Nó lên 4 chữ đa thủy tắc trầm. Chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ. Trên bờ thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy chờ con chút. Con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không, gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải không biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi.
Tôi á là muốn kiếm biết xác nó ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Rốt anh chứ còn gì nữa. Làm mừng hụt mấy tháng nay à, mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi, dẹp nghề đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bà ta dẹp nghề? Bây giờ ta dẹp nghề ta lấy gì ta sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo ta dẹp nghề? Sợ xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300 đúng. Lấy mẹ luôn 300. Trời ơi sao hôm nay tổ chát thế hả trời ơi. Mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấm gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Chửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây thôi. Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo đây. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn, sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47. Mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ủa vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe. Gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền. Chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo. Lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi. Luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao. Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chét xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn.
Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo, tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều, mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày, thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu, ước gì bây giờ tự nhiên ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy hả? Trời ơi, còn gì nữa đó hả? Trời ơi, có rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn trời. Tiền. Có gì? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày. Ồ, à, hẹp. Hẹp con khỉ. Tôi này đâu mà là kêu heo. À, ông ăn cướp đồ tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi. Tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng, chơi xuống nhúng gì má. Xuống đi. Chết mẹ, sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt gì vậy? Ây da. Cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra nó tàn cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Biết rồi hả? Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi, anh muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Bà. Ơi, đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được. Đứng lại. Bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không rồi trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nhí, sợ má rồi. Mày ơi, thằng này. Ủa, tôi đây rồi. Ê, bà kẹp. Nó chết tôi rồi. Ê, bà làm gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà thấy con khỉ, tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày? Vậy hả? Đâu, buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Có đàn ông với đàn bà nào? Dạ bác con xin lỗi bác.
dạ, xuống, dạ, 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 xuống, dạ, bơ dạ, xuống dạ, lại lên. Bác đỡ, đỡ con. Ừ, trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt, kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ, đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ, trời ơi. Ây da. Ây da, ui da, ui da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, làm tao nói ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, rồi, bác tự đứng lên đi bác. Bị hai cú đứng nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, dạ, dạ xìu dễ mà lên khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác. Đợi bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bác nặng quá, bác à? Cảm đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi, bác nặng quá. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác. Con chức vụ ở đây là security. Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ, con kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng. Dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mình vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, xin phép bác con. Ê, khoan. Cô đi tá phải không? Dạ dạ dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không không không. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Không 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 không. Tôi có chuyện gấp mà. Không không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm, con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng, không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Nữa. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? Nè, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào bà leo hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè, bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thấy? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Hello honey. Oh. Long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ, từ trước giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi mày! Dạ, đi đi! Ê! Cái gì vậy? Dạ, hả? Trời ơi! Dạ bác ơi! Bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là con còn chưa thấy. Ở Mỹ nha! Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha! Dạ. Lãng hoạn tôi kiện cô đó! Đi đi! Dạ, dạ thôi xin phép bác con đi! Đi đi! Dạ, con đi nghe bác! Ê! Đừng đi! Đừng đi! Đi đi! Đi im cho đi! Đi đi. Lạ quá. Trời ở trên. Đi đi. Dạ 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 con đi. Dạ cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông lại vậy? Cứ tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Sếp cứ góp mặt. Tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa. Râu mọc lẹ vậy? Dẻ dẻ. Trời ơi. Ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đó, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tụi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tôi dễ cái râu lên. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì, bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi,
Ê, ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Thôi, ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À, tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À, thì ra cũng con đuổi vô đây vậy. Còn lâu, không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tụi mấy bà? Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh, buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi, ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè, bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc mình phải nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm được tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết, level là ấp ấp không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất, mà tỉnh nhất ở trong cái nó sinh hôm này đó. Ghê vậy? Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có phải nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nursing home này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu rách thử nhang quá. Cha già mất hết. Du duyên. Yêu quá mà. Yêu thì yêu chứ. Làm gì đu rách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa, ăn Tết với mấy đứa. Chị Mừng gọi đại bàng. Đã leo lõi luồn lách tìm bà già. Nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng làm. Chết lâu rồi nhột. Làm mà phải cho giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà Mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì Mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá không gặp. Oh yeah. Thôi tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa giả rớt răng liền. Trời ơi. Không ngờ hai ông già này ông có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa, lạ quá. Ông bung cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi đi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Thôi thì thôi ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa, con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng free cho mày coi. Dạ. Vậy nhiêu tiền vé bác? $10. Để con coi. Trời ơi, nói giá chi vậy? Để cho nó đi đây. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Dạ, bởi vì cái gì cũng nhanh. Cái như gà, cái xong à. Khúc cuối mày đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi mày ơi. Trời ơi, bác. Bác, con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà
con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang rồi á. Mày đi đi mày ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh, oh my God. 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 Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my God. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Ê, trời ơi, tại sao quên ông? Con Kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi hả? Không có được quên ông. Trời ơi, mày, đứng lại. Không dám quên mày luôn. Trời ơi, không dám cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. À, mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quất mày luôn. Ông đeo nha ông nội, ba tôi đó. Ba. Đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2, bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba ơi. Ôi, con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Nước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư không. Dài thòn để ở nhà. Nói với tôi là tôi tệ bạc. Thì ra là kiếm cớ cuốn gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi, lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người này, già như vậy nè. Quá, mà ngồi quá như mà. Vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà. Tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ, dạ tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nỡ nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét trấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết, ông phải ở đây chạy tới tới rồi mà! Ông không có được đi! Tới rồi! Trời ơi! Tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Ông Thao, Chim Mừng gọi đại bàng. Dạ, dạ con bắt được bà lão rồi. Con đừng Chim Mừng đại bàng gì hết. Dạ, dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ chiếc cuốn rồi. Xe buýt đến là bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô bà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lặng đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới, tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão, bắt bớ vụ gì nữa làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm, mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... được? Nè, cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà phụ không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation.
Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Thì cái sinh đi thông luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu. Bà đâu phải mẹ con đâu. Con tới rước ba mà. Tao chửi, chửi mày. Chửi con hả bà? Dạ. Thì con cũng nói sao cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại. Tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì? Hả? Bà cái xanh thôi mà. Đi nó mà không được. Bây giờ đem chờ đi theo có sao đâu. Dạ. Bác nó bắt gặp con của bà. Cái gì? Bác chửi đi con đâu phải. Bà nó cũng vậy mày. Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời. Cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo thằng chi cho khó khăn con cháu. Rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì vậy? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật 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 ha. Lật cái gì? Giả mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ anh nói đúng rồi bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Bánh nè. Dạ. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ bác về với nhà con đi. Ông anh cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở phòng, tao ở phòng. Dạ. Bà về, bà ở nhà. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con phòng con. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hôm nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ thôi đi. Đường đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Khoan. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ. Con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được ngé rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ dài bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ dài. Hèn gì thấy cái dài nó hơi sệ sệ, nhão nhão. Anh. Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Ấy ơi, anh có thể cho em về em chung
đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác, em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi, nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này, 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tôi dựa. Để tôi họp gia đình tôi chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy, bà y tá này bà xin về, bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông, để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhưng mà nhanh không thấy tôi nhanh đâu. Quyết định nhanh nhanh này bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Được rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời cho ơi. Cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại trái bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, phải quá giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó, hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng vui lắm à. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa? Thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó. Đây, bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão, nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Vậy thôi hả? Giờ đi đón giao thừa nha. Trời ơi.